Để tạo vùng xanh tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xe tải ra vào khu vực cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ qua 3 khâu trước khi thông quan. Các chốt có nhiệm vụ quản lý điều tiết toàn bộ phương tiện vận tải ra vào khu vực cửa khẩu, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, đo thân nhiệt. Yêu cầu người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện khai báo y tế. Kiểm tra y tế người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện trước khi vào khu vực cửa khẩu. Lấy mẫu xét nghiệm đối với các chủ phương tiện, người đi theo phương tiện trong trường hợp giấy chứng nhận xét nghiệm hết hạn hoặc chưa có giấy xét nghiệm. Điều tiết xe vào các bãi tập kết. Vào vùng xanh thì phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ trước khi vào vùng xanh và là nơi thực hiện trả kết quả tại vị trí ở chốt. Sau khi những người đã thực hiện test nhanh xong thì sẽ vào làm các cái thủ tục về hoạt động về thông thương hàng hóa tại khu vực trạm kiểm soát liên hợp. Và vị trí thứ ba là vị trí xử lý đối với y tế phương tiện trước khi xuất cảnh qua khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. Vì lực lượng kiểm dịch thì cũng thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo là đúng quy định và đảm bảo an toàn cho đối với những người khi trước khi vào vùng xanh và đảm bảo không gây ách tắc đối với những người thực hiện nhiệm vụ và phương tiện vận tải trước khi thông quan sang phía bên nước bạn. Mỗi xe qua cửa khẩu được sát khuẩn cả xe và các mặt hàng. Các thủ tục và các biện pháp phòng chống dịch luôn được các doanh nghiệp và nhà xe thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của phía Trung Quốc để công tác thông quan hàng hóa được thông suốt. Em thấy là các cán bộ ở đây là người ta cũng chỉ bảo là cũng nhiệt tình và cũng tạo điều kiện cho anh em để thông quan được trôi chảy. Nói chung là chúng em thì cũng chỉ mong muốn là làm sao nhanh gọn. Chứ còn bây giờ ví dụ như các xét nghiệm là chúng em đi chỗ nào cũng có rồi. Đấy thì là chúng em cũng chỉ làm sao là mong muốn là các cơ quan ban ngành làm sao để cho chúng em thuận tiện và nhanh gọn là được. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cũng triển khai thực hiện các quy định kiểm soát chặt chẽ đối với phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vào cửa khẩu vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, xe thùng rỗng, phương tiện thùng rỗng sau khi xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời có phương án xử lý khi có F0 tại các khu vực chờ nhận kết quả xét nghiệm, kho bãi sang tải hàng hóa, khu vực giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu. Thực hiện vùng xanh đảm bảo yêu cầu đề ra của phía nước bạn để thuận tiện cho việc xuất khẩu hàng hóa là một trong những khâu quan trọng và đang được Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng quan tâm thực hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tại cửa khẩu Ma Lù Thàng công tác kiểm soát dịch bệnh cũng được kiểm soát rất là chặt chẽ. Việc được vào vùng xanh sẽ phải đi qua 3 khâu, đáp ứng được nhu cầu của cả hai phía.